vị trí rồi, thì em cũng rất là thắc mắc là chúng ta nên trang trí những cái họa tiết hay là những cái đồ vật ở trong phòng khách như thế nào để cho hợp lý, hợp phong thủy cũng như là hợp với thẩm mỹ ạ. Đối với cả cái họa tiết của cái phòng khách ấy, thì người ta khi mà nói về việc trang trí phòng khách, người ta nói đến ba vấn đề. Người ta nói vấn đề thứ nhất là người ta nói đến cái đồ dùng gì nên để phòng khách. Cái thứ hai là màu sắc, đúng không ạ? Cái thứ ba là họa tiết. Thì từ màu sắc, họa tiết thì người ta mới lấy cơ sở để chọn cái vật dụng để trang trí. Thì đầu tiên là trước nói về cái vật đồ trang trí đã. Cái đồ trang trí nó khác vật phẩm phong thủy nhá. Vật phẩm phong thủy là hai, và cái đồ trang trí là hai cái khái niệm nó hơi khác nhau một chút. Đồ trang trí thì mang tính chất trang trí và làm đẹp. Cái vật phẩm phong thủy để phòng khách thì nó ngoài cái tác dụng trang trí làm đẹp thì nó còn có thêm công năng về tăng cường các yếu tố phong thủy, đúng không ạ? Yếu tố phong thủy nó được tăng cường lên thông qua cái trạng thái gọi là như tĩnh động chẳng hạn, khai quang nạp khí chẳng hạn, thời điểm đặt để chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đối với phòng khách thì những cái vật phẩm anh chị đặt ở trong phòng khách á, thì anh chị nên để những cái đồ mang tính chất nó chiêu tài, chiêu quý nhân. Những cái đồ mà mang tính chất lấp lánh, linh vật hay là thần tượng thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể để cho phòng khách được. Rồi chúng ta không để những vật phẩm mang cái tính chất có cái sát khí nặng như là kiếm. Kiếm rồi anh chị cứ đi mua thanh kiếm Nhật về anh chị để trong phòng đấy cũng không cần thiết. Thứ hai là anh chị để các cái ví dụ như là dao khóm của người Mường, người Mãn không nên. Kể cả anh chị để các cái đầu các con tiêu bản, các con thú ấy, linh dương, linh rước, cái sừng trâu, sừng bò ấy, nó tạo thành cái sát khí, không nên. Nó sẽ có cái không gian khác để làm cái việc đó, đúng không ạ? Và hoặc là nếu không thì chỉ để cái thôi, đúng không ạ? Và chúng ta cũng những cái đồ ở trong phòng khách thì nó nên có tính chất nó sáng, tươi mới, lấp lánh, có thể bằng pha lê, có thể bằng ngọc, có thể là bằng những cái đồ nó vàng bạc hay là những cái đồ gì đó, nó những cái đồ trang trí mạ vàng mạ bạc chẳng hạn, rồi những cái đồ nó gây ra động, rồi bể cá, rồi cây cối thì hoàn toàn để cho phòng khách nó rất là tốt. Thì còn cái việc mà màu sắc với cả họa tiết thì nó căn cứ vào cái tọa hướng của nhà. Nó có liên quan đến yếu tố về mệnh của gia chủ không ạ? Nó không liên quan đến yếu tố mệnh của gia chủ, liên quan đến cái hướng của cái nhà đấy. Bởi vì cái phòng khách nó là không gian sinh hoạt chung, chung của các thành viên trong gia đình. Chứ nó không phải là của riêng ông gia chủ. Đúng không ạ? Và thực ra là có kích hoạt trong gia chủ không được vì liên quan đến cái đất. Chúng ta hiểu cái khái niệm chủ khách. Trong phong thủy thì nó khái niệm chủ khách là khái niệm rất quan trọng. Nhảy. Cái nhà trên đất, đất là chủ, nhà là khách. Cái nhà với con người thì nhà là chủ, người là khách. Đó. Anh chả ở đấy, người khác ở. Đúng rồi, cho nên là mình phải theo cái trạch đất. Cho nên là phải theo cái phân chủ khách chính phủ. Đó. Nhà muốn xây thì coi hướng coi năm. Sau đó được hướng được vận thì mới coi đến tuổi. Hiểu không? Sơn sửa cái nhà, trừ phòng ngủ nhá, trừ cái phòng ngủ ra, thì phải coi cái hướng nhà, thì mới biết được là mình sơn màu gì, họa tiết gì, đúng không ạ? Vào cái phòng ngủ, mặc cái quần ghéo lên người, cái áo mặc lên người anh chị là chủ, thế chị thị hợp màu với anh chị, cái trang sức anh chị đeo anh chị là chủ, đúng không ạ? Thì chúng ta phân biệt được chủ khách rồi thì mới tính là chọn cái gì, làm cái gì để cho phù hợp. Nên cái phòng khách trong nhà thì phải theo cái nhà, chứ không thể theo ông chủ nhà được. Vậy phải căn cứ vào cái tọa hướng của nhà. Thì mỗi một hướng tọa khác nhau, mỗi một niên vận năm khác nhau, mỗi một niên vận thủy khác nhau, mỗi một tọa hướng khác nhau, thì người ta lựa chọn cái tính xu hướng về màu sắc nó sẽ khác nhau tùy vào cái thời điểm xây dựng hay là cái thời điểm tu đạo sửa chữa. Thì anh chị mà muốn mà hiểu biết hoặc là tư vấn cái màu sắc nào thì anh chị cứ để comment bên dưới, chứ không bây giờ mà tôi mà ngồi nói cái này nữa thì thêm nửa tiếng nữa mất. Nên là hoặc là muốn trao đổi thêm về cái này thì cái đội ngũ trợ lý cũng như các bạn tư vấn thì sẽ vào đây để chúng ta sẽ trao đổi thêm về những cái màu sắc,
Hoặc là anh chị có thể tham khảo các video trước tôi đã nói và tôi đã hướng dẫn cách tính tọa hướng, lập tọa hướng để xét cái màu sắc của ngoại thất, rồi màu sắc của nội thất. Nội thất ở đây tức là không gian sinh hoạt chung, tức là phòng khách, bếp, trục thang và các không gian sinh hoạt chung mà tôi đã hướng dẫn rồi. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu và tìm lại các cái video đó để chúng ta hiểu. Thì để tôi nói ở đây là cái bản chất đó là tính chủ khách, tức là chính phụ. Cái gì là chính, cái gì là phụ thì mình hiểu nó như thế. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là khi mà chọn màu sắc cũng như là họa tiết thì cần phải quan tâm đến cái yếu tố về đất đai ở cái nơi mà chúng ta đặt ngôi nhà đây, đúng không? Tọa hướng. Vâng, tọa hướng. Cũng như là những một vài những cái gợi ý về những cái vật phẩm trang trí này hay là vật phẩm phong thủy mà có thể lưu tâm để mà trang trí cho căn nhà của mình trở nên hài hòa hơn và nó sẽ mang lại những cái yếu tố về tài lộc hơn, đúng không ạ? Và như thầy Tam Nguyên có nhắc đến thì nếu như quý gia chủ quan tâm thì hoàn toàn có thể yêu cầu tư vấn kỹ hơn khi mà liên lạc về số hotline của Phong Thủy Tam Nguyên, đó là 1900 2292, hoặc là có thể để lại họ tên kèm theo số điện thoại liên hệ ở ngay phía dưới phần bình luận. Bởi vì đây thì không phải là một chủ đề có thể nói trong một hai video là xong, đúng không thầy? Và như vậy là vừa rồi thầy Tam Nguyên cùng với Phong Thủy Tam Nguyên đã cùng điểm qua những cái lưu ý về chủ đề, đó là phong thủy của phòng khách ở trong nhà ống. Và ngày hôm nay rất cảm ơn thầy Tam Nguyên đã dành thời gian cho ban biên tập của chương trình cũng như là để chia sẻ kiến thức tới tất cả quý vị khán giả. Và rất là hy vọng rằng trong những chủ đề tiếp theo thì thầy sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Phong Thủy Tam Nguyên và mọi người để chúng ta cùng bàn luận thêm những cái kiến thức hữu ích nữa. Xin cảm ơn. Và rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Và đừng quên rằng hãy đăng ký kênh cũng như là yêu thích và chia sẻ video tới nhiều những người thân trong gia đình quý vị nhé. Còn bây giờ, Diện Đàm và thầy Phong Thủy Tam Nguyên xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.